Kính chào tái ngộ quý vị khán thính giả. Hôm nay có một cái đề tài về quyển sách của ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng có liên quan đến những cái hiệp ước gọi là độc lập, và có liên quan đến cái vấn đề mà chúng ở ngoài mạng xã hội đang tranh cãi, là có một số người tung ra cái khái niệm Việt Nam Cộng Hòa có phải là một quốc gia hay không. Thì cái bài này trước đây á đã được đăng trên mạng Sách.net với cái tiêu đề là Viết sử như thế là giết sử, của tác giả tiến sĩ Phan Văn Hoàng. Thì hôm nay chúng tôi đăng lại với cái tiêu đề là Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng giết sử như thế nào. Thì đăng lại vì nhu cầu làm sáng tỏ vấn đề nửa cái dải đất Việt Nam ở phía Nam trong giai đoạn Pháp trở lại chiếm, như là quốc gia Việt Nam thời Bảo Đại, rồi Việt Nam Cộng Hòa thời Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu có được coi là một quốc gia riêng hay không. Thì trong lần này, và chúng tôi chú trọng đặc biệt đến cái gọi là Hiệp ước Độc Lập. Cũng nên giới thiệu sơ về tác giả và tác phẩm một chút xíu cho những người không có đọc cái bài này trước đây. Thứ nhất là tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng từng là phụ tá về tái thiết của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ năm 1971 tới 1973, rồi làm Tổng trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển năm 1973 tới năm 1975. Ông kể là người điều hợp viện trợ trên bệnh viện kinh tế toàn quốc. Chúng tôi làm việc trực tiếp với Tổng thống Thiệu trong những ngày tháng cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong cương vị này, hồi năm 1974 đến năm 1975, thì nhiều lúc chúng tôi đã phải dẹp bỏ tự ái, lui tới Quốc hội Hoa Kỳ như một người đi cầu xin. Khi đồng minh tháo chạy, lần đi cầu xin cuối cùng của Nguyễn Tiến Hưng diễn ra vào lúc cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đang giành thắng lợi liên tiếp. Đó là thời điểm mà ông gọi là những ngày tháng đầy tuyệt vọng. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Thiệu cử ông cùng với Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và Đại sứ Trần Kim Phượng mang thư gửi Tổng thống Mỹ Gerald Ford để xin vay đô la. Nhiều lần Tổng thống Thiệu viết thư và gửi người sang Mỹ xin viện trợ quân sự bổ sung khẩn cấp để đối phó với tình hình đang ngày càng suy sụp, nhưng đều bị Mỹ từ chối. Lần này, ông ta không xin Mỹ cho không, mà xin Mỹ cho vay. Thư do Nguyễn Tiến Hưng và một người nữa soạn thảo, tránh không nói tới tình hình quá tuyệt vọng của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó, được viết với lời lẽ thống thiết như sau: Tôi trân trọng thỉnh cầu ngài, tức là ngài Ford đó, kêu gọi Quốc hội Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa vay dài hạn 3 tỷ đô la, chia làm 3 năm, lãi suất do Quốc hội ấn định, và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu hỏa và canh nông của Việt Nam Cộng Hòa sẽ dùng làm tiền thế chân cho món nợ này. Chúng tôi kêu gọi lương tri và lòng trắc ẩn của nhân dân Hoa Kỳ hãy nghĩ đến một quốc gia đồng minh trung thành trong 20 năm sóng gió vừa qua. Đó là trong sách Khi đồng minh tháo chạy, trang 314 đến 315. Ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng được giao một sứ mệnh không thể thực hiện được, vì nó diễn ra vào lúc mà Bộ trưởng Quốc phòng James Schlesinger cũng như những người cầm đầu khác của nước Mỹ đều tin rằng chiều hướng của cuộc chiến đã hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và chẳng còn cách nào đảo ngược được nó nữa. Mọi người đều khuyến cáo Tổng thống Ford tìm cách rút lui khỏi miền Nam Việt Nam. Ngoại trưởng Henry Kissinger khuyên rằng có thể ngài phải bỏ vấn đề Việt Nam ra đằng sau lưng để đất nước Mỹ không bị xâu xé thêm nữa. Trong khi Ron Nelson là phụ tá về báo chí của Tổng thống thì nói, Tổng thống phải lãnh đạo đưa nước Mỹ ra khỏi Việt Nam, chứ chớ có đưa vào nữa. Còn về phía Quốc hội á, thì các ông nghị ở đó đang phủi tay hoàn toàn đối với miền Nam Việt Nam. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Quốc phòng của Thượng viện Mỹ bỏ phiếu chống việc tăng quân viện cho Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Ford tán đồng ý kiến của các quan chức thân cận của mình. Vì vậy, sau cuộc rút lui cam go của quân đoàn 2 và cuộc di tản kinh hoàng từ Đà Nẵng,
thì ông Ford vẫn bình chân như vậy đi Palm Springs đánh golf. Là một chính trị gia già dặn, năm ấy ông Ford đã 62 tuổi. Ông ta không muốn bất cứ ai, bạn cũng như thù, trút cho mình cái trách nhiệm về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên ngày 10 tháng 4, ông ra trước Quốc hội đề nghị cấp thêm viện trợ quân sự cho chế độ Sài Gòn. Cách đề nghị của ông khiến người ta có cảm tưởng là ông Ford vừa đi ra thỉnh cầu về quân viện, vừa mở đường cho Quốc hội từ chối. Thì tuần báo Times ngày 21 tháng 4 bình luận rằng có phải thực sự ông Ford đã yêu cầu viện trợ nhưng chẳng mong gì Quốc hội chấp nhận? Hay là ông cho rằng quân viện sẽ còn giúp được gì để ổn định tình hình quân sự tồi tệ ở miền Nam? Hay là ông Ford đã dựng Quốc hội lên như một bung sung để rồi đổ lỗi cho Quốc hội đã không cấp quân viện nên miền Nam sụp đổ? Nhà báo đã hiểu thấu tim đen của ông Tổng thống Mỹ. Thực ra, chuyến đi vay đô la của ông Nguyễn Tiến Hưng đã thất bại ngay từ đầu. Ngày 15 tháng 4, khi Nguyễn Tiến Hưng chào từ giả Graham Martin, thì viên đại sứ Mỹ buộc miệng nói, bao giờ thì Tổng thống của ông, tức là Nguyễn Văn Thiệu đó, từ chức? Là một người cộng sự thân thiết của ông Thiệu, ông Nguyễn Tiến Hưng hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi trớ trêu của người đại diện nước Mỹ ở Sài Gòn. Có bao giờ ông Thiệu có ý định từ chức đâu? Phải chăng Mỹ đang âm mưu gây sức ép để ông Thiệu rời bỏ chiếc ghế trong Dinh Độc Lập nhằm phục vụ một ý đồ chính trị nào đó của Nhà Trắng? Còn nhớ tướng O'Daniel, tư lệnh phái bộ cố vấn viện trợ quân sự Mỹ ở miền Nam Việt Nam, MAAG, đã từng tuyên bố ai chi tiền thì người đó chỉ huy. Who pays commands. Trước đây, Mỹ đã chi tiền cho ông Diệm nên Mỹ có quyền lật đổ ông Diệm. Nay, Mỹ chi tiền cho ông Thiệu nên Mỹ cũng có quyền loại bỏ ông Thiệu nếu cần. Theo tiết lộ của Roger Morris, vào cuối năm 1972, khi ông Thiệu chưa đồng ý với một số điểm trong dự thảo Hiệp định Paris, Mỹ đã định sẵn sàng thanh toán ông Thiệu. Cho nên, sau đó ông Thiệu phải chấp nhận ký hiệp định, rút kinh nghiệm đó, nên lần này ông Thiệu miễn cưỡng chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình ở tuổi 52. Ngày 21 tháng 4, sau khi lên đài truyền hình, tố cáo Mỹ đã có một hành động vô nhân đạo của một đồng minh vô nhân đạo. Cùng ngày, 21 tháng 4, ngoài sự kiện chính trị trên đây, còn một biến cố quân sự quan trọng là phòng tuyến Xuân Lộc bị chọc thủng. Cánh cổng thép bảo vệ phía đông của Sài Gòn sụp đổ. Ngày 23 tháng 4, tức là 24 tháng 4 giờ Sài Gòn, tại Đại học Tulane, thành phố New Orleans, bang Louisiana, Tổng thống Ford chính thức tuyên bố, đối với Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc rồi. Tuyên bố ấy đặt dấu chấm hết cho chuyến đi vay tiền của Nguyễn Tiến Hưng. Ông quyết định ở lại nước Mỹ. Nghĩ tới cái cảnh đất nước phải lệ thuộc, cái cảnh ăn nhờ ở đậu, tôi thấy nó chua xót làm sao. Trang 316. Dựa vào câu nói như là chúng tôi chỉ quan tâm đến cách rút đi và cách giải kết mà thôi của ông Brent Calcroft, phụ tá Tổng thống Ford, và rút cuộc chúng ta chỉ lo tháo chạy của đại sứ Graham Martin, trang 25. Nguyễn Tiến Hưng đặt cho quyển sách xuất bản năm 2005 cái tên Khi đồng minh tháo chạy. Cuốn sách này ra đời gặp những phản ứng trái chiều trong độc giả người Việt ở Mỹ. Người khen vì tìm thấy trong sách những chi tiết mà trước đó họ chưa biết. Kẻ chê thì cho sách có nhiều cái không chính xác, dịch sai, trích dẫn thiếu và suy luận vô căn cứ v.v. Rồi đến cuốn sách Khi đồng minh nhảy vào năm 2016, tức là 11 năm sau, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng cho ra mắt một cuốn sách nữa. Dựa trên câu nói của Ngoại trưởng John Foster Dulles, ta phải tiến tới và phải lao vào. Ông đặt cho sách mới cái tên Khi đồng minh nhảy vào. Cái này là những cái hạt sạn, nhưng mà thật chúng tôi cũng nói sơ qua để mà biết cái giá trị của cuốn sách, chứ còn thật ra đây không phải là cái đề tài chính. Thì tác giả Phan Văn Hoàng kể ra những cái lỗi như là sai sót về ngày tháng. Ví dụ như năm 1945, Nhật lật đổ Pháp, đúng ra là ngày 9 tháng 3 1945, mà ông đề là ngày 11 tháng 3.
Thế là chiến tranh bùng nổ tại miền Nam ngày 11 tháng 10 năm 1945 mà sau này gọi là cuộc kháng chiến Nam Bộ. Ở Việt Nam, bất cứ em học sinh nào cũng biết hát bài Nam Bộ kháng chiến của nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn, bắt đầu bằng câu mùa thu rồi ngày 23, tức là 23 tháng 9 năm 1945 đó. Rồi cuốn sách cũng có những cái sai sót về tên người, người Việt, người Pháp, người Mỹ. Thí dụ như ông Vũ Quốc Định, Trần Văn Vận, đúng ra là Nguyễn Quốc Định, Trần Văn Văn. Rồi ông cái tên ông The Bear, ông viết sai dấu quyền. Malcolm Brown, Hillman, James Bond, New Sihan, đúng ra là phải viết những cái chữ như thế này. Chữ Malcolm đó ông có viết thiếu chữ L và dư chữ B ở đằng trước. Rồi James Bond thì đáng lẽ ra là George Bond. Rồi Sihan thì đáng lẽ là Sihan. Rồi hội nghị Potsdam thì ông viết sai cái chữ Post, chữ S lần trước, đúng ra là chữ S lần sau. Vân vân, đó là những cái lỗi gọi là typo. Rồi nhiều chi tiết không đáng sai mà vẫn sai. Thí dụ như đô đốc Mỹ, Mountbatten, đúng ra là đô đốc Anh. Trung tướng Anh Douglas Gracey đúng ra là thiếu tướng. Còn thủ tướng Nguyễn Hữu Trí mà ông ghi trên trang 112 đúng ra là thủ hiến Bắc Việt. Ở đây cho thấy là Tổng thống Pháp Medecin France đúng ra là thủ tướng Pháp. Rồi Tổng bí thư Khrushchev đúng ra là bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô. Giám mục Ngô Đình Thục là bào đệ tổng thống nhiệm, đúng ra là bào huynh. Thì ông ở miền Nam đáng lẽ ông rành hơn. Rồi những cái ảnh minh họa cho sự kiện cũng sai. Thí dụ như là ảnh ông ở đề là ông Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đọc bản tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba Đình ngày 2 tháng 9. Nhưng mà thật ra cái ảnh đó là ảnh bác Hồ cùng 5 đại biểu Quốc hội ra mắt cử tri. Đó là hình ảnh Hồ Chủ tịch cùng 5 đại biểu Quốc hội ra mắt cử tri Hà Nội tại Việt Nam học xá. Nay là trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 12 tháng Giêng năm 1946. Rồi ghi chú cũng sai. Thí dụ như báo cáo ở các trang 390, 393 được ghi là báo cáo của phái đoàn Taylor, thực ra đó là báo cáo ngày 11 tháng 11 1961 của hai bộ trưởng Dean Rusk và McNamara để biến nó thành báo cáo của phái đoàn Taylor. Tác giả rút ngắn các từ như là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng đề nghị thành chữ đề nghị. Ngay cả dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng không chính xác luôn. Chẳng hạn như sovereign dịch là tự trị. Đúng ra đó là cái chữ đó là có chủ quyền. Tự trị phải là autonomous. Trang 173 là một nước hoàn toàn độc lập và là một quốc gia có chủ quyền với đầy đủ quyền hạn theo luật quốc tế. Rồi self defense corps dịch là nhân dân tự vệ, đúng ra là dân vệ. Rồi female militia dịch là đoàn nữ quân nhân, đúng ra là phụ nữ bán quân sự. Clear hold and build dịch là quét giữ và phát triển, đúng ra là quét giữ và xây dựng. Câu của Tổng thống Johnson, I'm not going to be the first president who saw Southeast Asia to go away China went. Dịch là tôi sẽ không là người tổng thống đầu tiên để cho Đông Nam Á sụp đổ giống như Trung Quốc đã sụp đổ. Đúng ra là tôi sẽ không là tổng thống đầu tiên chứng kiến Đông Nam Á đi theo con đường Trung Quốc đã đi. Rồi ở trang 267, Nguyễn Tiến Hưng trích một câu trong cuốn Việt Nam A Dragon and Battle của Joseph Bettinger nhưng không ghi số tập và số trang. Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu cũng từ chức cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Hồ Thông Minh. Đóng ngoặc, tháng 4 năm 1955 đó thì Vũ Văn Mẫu chưa có làm ngoại trưởng nên không thể từ chức được. Chả nhẽ ông Joseph Bettinger viết sai hay sao thì ông có không đề số trang, cho nên tôi tìm nguyên văn đọc thì ở cái tập số 2
trang 875 thì ông Joseph Bettinger nói Foreign Minister Trần Văn Đôn also deserted him together with Hồ Thông Minh, the Minister of Defense. Thì ra ngoại trưởng lúc đó là Trần Văn Đỗ, nhưng mà ông Bettinger viết nhầm thành ra Trần Văn Đôn. Thì có lẽ ông Nguyễn Tiến Hưng cho rằng ông Trần Văn Đôn chưa từng làm ngoại trưởng bao giờ, cho nên tự tiện thay Trần Văn Đôn bằng Vũ Văn Mẫu, tự tiện thay đổi nguyên tác mà không giải thích lý do, là một việc mà không có dịch giả đứng đắn nào mà dám làm. Rồi cái quan trọng nhất là hai sự kiện là về cái mà gọi là hiệp ước độc lập, và cái thứ hai là về cuộc đấu tranh của Phật tử. Thì chúng tôi chỉ xin trình bày cái phần gọi là hiệp ước độc lập để cho nó phù hợp với cái chủ đề này. Về cái gọi là hiệp ước độc lập thì ở trang 173, Nguyễn Tiến Hưng viết ngày 4 tháng 6 năm 1954, Quốc hội Pháp phê chuẩn hiệp ước độc lập Treaty of Independence. Việt Nam được chính thức công nhận là một nước hoàn toàn độc lập và là một quốc gia tự trị với đầy đủ quyền hạn theo luật quốc tế. Tác giả vừa in nghiêng vừa gạch dưới trong nguyên tác. Thực ra sự kiện này được nhiều nhà sử học nhắc đến, chẳng hạn như là ngày 4 tháng 6 hai hiệp ước được ký tắt, gọi là ký tắt của tác giả Jean Lacouture và Philippe de Villiers. Rồi cái cuốn thứ hai là của ông George Saffar, là Leader Guerres du Việt Nam de Valuy à Westmoreland, thì nói là điều không may là hiệp ước đã nói đó chỉ được ký tắt và không được phê chuẩn. Điều đó khiến cho nó chỉ có một giá trị pháp lý tương đối. Rồi cái cuốn thứ ba là của ông Bernard Fall, The Two Vietnams. Có câu cho đến nay cả Pháp lẫn quốc gia Việt Nam chẳng quan tâm đệ trình các hiệp ước cho lập pháp phê chuẩn. Đây là ba quyển sách đang nói như vậy. Hai hiệp ước là hiệp ước độc lập và hiệp ước liên kết Pháp Việt chỉ được ký tắt chính thủ tướng quốc gia Việt Nam là Bửu Lộc đã nói với phó thủ tướng Pháp là Paul Reynaud là chúng ta sẽ chỉ ký tắt thôi, việc ký thuộc về phần hai người đứng đầu nhà nước của chúng ta. Vả lại, hiệp ước dù được ký hay ký tắt nhưng nếu không được quốc hội phê chuẩn thì cũng không có giá trị pháp lý gì. Ở phần tài liệu và tham khảo thì Nguyễn Tiến Hưng có ghi hai cuốn sách là The Two Vietnams và End of War Indochina 1954. Vậy tại sao ông lại viết Quốc hội Pháp phê chuẩn hiệp ước độc lập? Chấm dấu hỏi. Có thể có hai cách giải thích như sau. Thứ nhất là ông ghi nhưng mà không có đọc nên không biết các sách ấy viết cái gì. Số 2 đó là ông có đọc, có biết nhưng mà vẫn viết theo ý của ông. Vì ông có cái mục đích của ông. Cái cách giải thích thứ hai này có lẽ đúng hơn. Vì ở trang 218 đó ông viết trong quá vãng ông Bảo Đại đã mời ông Diệm làm thủ tướng tới 3 lần. Cả 3 lần ông Diệm đều từ chối, cho rằng ông không thể làm được việc gì khi người Pháp còn dính líu vào chính trị Việt Nam. Tới năm 1954, sau khi Quốc hội Pháp đã thông qua Hiệp ước Độc lập, Treaty of Independence vào ngày 4 tháng 6, thì ông Diệm mới chấp nhận. Thì ra là ông Nguyễn Tiến Hưng bịa đặt việc Quốc hội Pháp phê chuẩn Hiệp ước Độc lập chỉ để hợp lý hóa cái chuyện ông Diệm chấp nhận làm thủ tướng, một cái việc xuyên tạc sự thật lịch sử có ý đồ. Ông vừa cho in nghiêng, vừa gạch dưới câu Việt Nam được chính thức công nhận là một nước hoàn toàn độc lập và là một quốc gia tự trị với đầy đủ quyền hạn theo luật quốc tế, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp ước, xem đó như là một bước ngoặt trong quan hệ Pháp Việt. Sự thật không phải vậy. Tác giả Lacouture và de Villiers cho biết đó là lần thứ 5 mà quốc gia Việt Nam được Pháp công nhận độc lập. Trang 193, nếu tính cả những lời tuyên bố thì như François Mitterrand nói,
Từ năm 1949, chúng ta đã 18 lần ban cho Việt Nam nền độc lập hoàn toàn. We have granted Vietnam full independence 18 times since 1949. Cái này của ông Bernard Fon, trang 221. Hiệp ước độc lập ngày 4 tháng 6 năm 1954 không những không có giá trị pháp lý mà cũng chẳng có hiệu lực gì trong thực tế. Nhấn mạnh tầm quan trọng không có thực của nó, ông Nguyễn Tiến Hưng đã tự mâu thuẫn với chính mình khi ông mô tả tình hình Việt Nam sau hiệp ước đó như sau. Mở ngoặc, khi ông Tân Thủ tướng, tức là Ngô Đình Diệm, về tới Sài Gòn, thì trên thực tế tất cả các quyền hành về dân, về quân sự, chính trị, xã hội, kinh tế còn do người Pháp kiểm soát, hoặc trực tiếp hay gián tiếp. Ngân sách thì eo hẹp vì tiền bạc còn do Pháp quản lý. Bank de l'Indochine, tức là Ngân hàng Đông Dương, một ngân hàng Pháp in tiền cho cả ba quốc gia liên kết là quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào và Vương quốc Campuchia, rồi tới Service Douanier là sở đoan do Pháp thu thuế nhập cảng. Tức là phần lớn của ngân sách nội địa, quân đội Việt Nam thì còn nằm trong Liên hiệp Pháp và viên tổng tham mưu trưởng tướng Nguyễn Văn Hinh, con trai của cựu thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, lại là một sĩ quan cũ trong không quân Pháp. Trang 222 và 223. Chúng tôi không thể tiếp tục nêu tất cả những sai sót trong cuốn sách của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng vì không một tờ báo nào nhận đăng một bài phê bình dài hàng chục trang. Chúng tôi chỉ chọn thêm hai sự kiện trong cuộc tranh đấu của Phật tử và đồng bào các thành thị miền Nam trong năm 1963 mà Nguyễn Tiến Hưng gọi là cuộc khủng hoảng Phật giáo. Thì đến đây chúng tôi xin hết, bởi vì nó, cái phần dưới nó không có nằm vào trong cái đề tài của chúng tôi hôm nay. Xin kết thúc và tạm biệt quý khán thính giả. Kính chào và hẹn lại lần sau.